Xin chào anh chị nha, em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay em gửi tới anh chị hai miếng đất nền có thổ cư, dân cư xung quanh rất là đông ha, nằm trên mặt tiền đường này là đường 2,5 m thông đó, cách đường huyện lộ 43 cũ á là khoảng 60 m hướng này nè anh chị. Đây mình có thể nghe thấy tiếng mà xe tải, xe ô tô mình chạy luôn á, đi đường này ha. Đường này ô tô mình chạy được đó, hàng xóm mình có ô tô nè à, ra vào được ha anh chị. Còn đất mình mặt bằng thì cao ráo ngon lành, chiều ngang á là 7.47, chiều dài á là 14 m, hai nền diện tích thì gần giống nhau. Nền này thì 106, nền này 104, mỗi nền thì có sẵn 50 m thổ cư cho mình nha anh chị. Hướng á là hướng tây bắc nha, hướng tây bắc. Dạ, về phần con đường này nè là đường thông nha, hướng này mình đi ra ngoài sông Ba Lai, cầu Ba Lai được á, đi được ha anh chị. Kế bên hàng xóm mình nè, đây đây hàng xóm mình ha. Dạ, tiện ích á là hướng này anh chị đi 60 m là tới đường huyện lộ 43, quẹo trái 1,5 km là tới được chợ, trường học, ủy ban của xã Hữu Định. Mình đi vào ngay trung tâm thành phố Bến Tre là hơn 2 cây sụt một chút ha, 2 km. Ngay chỗ chợ Hữu Định á là 1,3 mới đó, mình giao nhau 1,3 cũ anh chị đó. Nếu mà hướng đó anh chị có thể đi xuống dưới dòng trơm Ba Tri đều được luôn á, theo đường huyện lộ 43 mới á, bây giờ đổi lại thành tỉnh lộ 883 rồi. Dạ, đi xuống khu công nghiệp Gia Long nè, khu công nghiệp Phong Nẵm đó, được luôn ha anh chị. Còn ngay đầu đường anh chị vừa phải á, là mình đi ra ngoài ngã tư Tường Đậu, quốc lộ 60, đi trở về cầu Rạch Miễu 1 và 2, khu công nghiệp Gia Long được luôn, qua bên thành phố Mỹ Tho nè. Còn từ bến xe miền Tây mình chị về đây theo hướng ngược lại nha. Đó, một miếng đất em nghĩ là anh chị mình có thể mua ở hoặc là mua đầu tư, tại vì tiện ích nó xung quanh đây hết rồi. Trời, để em chỉ trụ ranh từng nền cho anh chị xem ha. Hai nền liền kề nhau, đây là nền đầu tiên của mình nè, từ đây, từ cái vách tường nè, từ cái trụ chứ, ngang qua là 7.47, chiều dài á là đụng tới bức tường luôn, 14 m ha anh chị, 106 m², có sẵn 50 m thổ cư luôn. Còn nền thứ hai á, từ đây ngang qua cũng 7.47 luôn, chiều dài là 14 m, đụng tới bức tường, 104 m², có sẵn 50 m thổ cư cho mình luôn ha. Dạ, bên đó là có hàng xóm nè, hàng xóm nè, bên đây hàng xóm nè. Hướng đất quen qua đây nè là hướng tây bắc nha anh chị, hướng tây bắc nha. Đối diện hàng xóm mình có ô tô nè, chuyển đổi ô tô ra vào thoải mái nha anh chị. Dạ rồi, để em lấy sổ cho anh chị mình xem nha, xem sổ xong em báo giá luôn. Khu vực này quy hoạch là quy hoạch cây lâu năm nha anh chị, là quy hoạch ổn á, không có vướng quy hoạch nào của nhà nước hết nha. Giờ đây là sổ mình nè anh chị, đây là đầu tiên ha, mình kế bên căn nhà đó. Địa chỉ là xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nè, diện tích là 106,3 m², hình thức sử dụng riêng nha. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, là thổ cư á, thổ cư mình có 50 m ha, còn lại đất trồng cây lâu năm 56,3 m², đây sử dụng đất ở lâu dài, đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 3 tháng 2 năm 2049. Mình đi sơ đồ nè, đất của mình là hướng tây bắc nha anh chị, chiều ngang 7.47, chiều dài một bên là hơn 14 m, 14.27, một bên là 13.99, hậu là 7.61 ha, nở hậu. Đây là nền thứ hai nè, địa chỉ xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, diện tích là 104,1 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn 50 m, còn lại đất trồng cây lâu năm ha, 54,1 m², thời hạn sử dụng đất ở lâu dài, đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 3 tháng 2 năm 2049. Bên đây sơ đồ nè, hướng là cũng chung một hướng luôn ha anh chị, hướng tây bắc luôn ha, chiều ngang 7.47, chiều dài là 13.99 và 13.72, hậu là 7.61. còn quy hoạch là quy hoạch cây lâu năm nha anh chị, hai nền quy hoạch cây lâu năm,
quy hoạch ổn ha, không có quy hoạch nào của nhà nước hết á. Tiếp tục quy hoạch rồi mới nhất luôn. Dạ, giá đến chị mình sở hữu là 585 triệu nha, 585 triệu, 585 triệu một nền. Nếu mà mua hai nền á là sẽ có giá tốt cho anh chị mình đầu tư luôn ha. Hiện tại là có sổ sẵn như anh chị đã thấy á, trích lục quy hoạch thì mới nhất luôn đó, 585 triệu trên một nền nha. Bây giờ em sẽ đi từ đây nè, em mời anh chị em sẽ chạy ra ngoài nữa, hướng ngoài lầu nhựa cho anh chị xem tiện ích xung quanh đây ha anh chị. Chợ, trường học, ủy ban là chỉ 1,5 cây số thôi đó, vào ngay trung tâm thành phố Bến Tre là khoảng hơn 2 cây một chút. Dạ anh đi thôi anh chị ơi, đường này ô tô mình chạy thoải mái luôn ha anh chị. Đi khoảng 60 mét thôi là mình tới lầu nhựa. Lầu nhựa này là huyện lộ 1,3 cũ á, đoạn này kho xưởng công ty nhiều lắm. Dạ hướng này á là mình đi tới chợ, trường học, ủy ban của xã Hữu Định, mình vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre được luôn đó. Mình có thể đi xuống khu nghiệp Phong Nẫm nè, thì khu nghiệp Gia Long, khu nghiệp Phú Thuận của Bình Đại, xuống thị trấn Dòng Trơm đi được luôn ha anh chị. Còn hướng đường bên đây á là 1,3 mới, gần như song song với 1,3 cũ rồi. Còn hướng này mình trở về ngã tư Tường Đậu, quốc lộ 60 đi ngang qua ha, chợ đi cầu Rạch Miễu 1 và 2, thành phố Mỹ Tho, như nãy em đã nói á, khu nghiệp Gia Long được luôn ha. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn chị mình đã xem cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye, bye mọi người.